Chào, chào, xin chào. Em hôm vừa rồi có lấy cái con còi của anh đấy, anh hỏi thăm xem là nó ok chưa? Ý ấy mà nó gáy gù lại chưa, mà cái việc nó đổi chủ thì nó cái hơi nhạt nhạt phân vân một tí, nhưng mà nó phải mất vài hôm bắt đầu nó mới chấn chấn tĩnh lại, nó mới ổn định lại. Về xong rồi mấy tối nó chiều nó ngủ ngay rồi khách ngay mà Nếu có đúng con anh gửi cho quay video cho em xem không? em mà theo cả xem cả YouTube bác đăng lên chứ không phải là đâu À, YouTube đăng lên á? tôi tăng lên bác gửi ba hàng bác để trong đấy cái hộp đấy thì số điện thoại em tất cả về bây giờ cuối không đúng không bác bảo con ngoài đấy là nào đó này Bây giờ là lên khách luôn, về hôm trước về trong vòng mấy tiếng lên khách luôn à? vâng chập chiều tối 5 giờ cái nó lên khách luôn rồi Trong này này em có hài lòng không? được anh có giờ hài lòng mà Em thấy anh quay Zalo cho em xem rồi tư vấn với em đấy, mới đầu em cũng cứ lăn tăn, nhưng anh bảo yên tâm đi, kênh của anh uy tín, cứ lấy vâng đi, anh vẫn không để mất uy tín đâu. Thì gửi đấy thì nó về nó chơi rồi, nó mọi vấn đề anh phải hỏi điện hỏi thăm lại cho thoải mái. Thực ra cái video em xem thì biết là nó tên là gì, anh đăng thì công khai đấy, còn gì nữa đúng không? Tên là cái gì nhỉ? Bắt và bắt cái con tiếp tục đó còi bán cho khách thấy tiếc tiếc, mình có tiếc thì người ta mới mua đúng không? và Đấy, cái video đấy là đang có một ngày mà lên 2.000 lượt xem này, em biết là anh cũng chia sẻ thoải mái công khai luôn chứ có gì đâu. và cả cái nó về nó nạn nước là xong nó xong xong kiểu đi nó đi xe nào giờ sau đây là nó gì ở xong từ sáng giờ thì không thấy nó gáy ngủ nó vừa mới sáng ngày em chích cho cái thuốc bắt đầu tối bắt đầu thấy nó bị gáy lại mà nó không tìm cách rồi Thì đấy, anh hướng dẫn em như thế, em cứ làm như thế là xong. Tại vì thực ra con chim thì nó thường là mình nó con giống chim gáy này là nó cứ em cứ dùng cái Becquelin đấy, xong thì em nó đi thì nó nhịn bữa thì đương nhiên nó đói, mà chim thực ra chim nó đói thì thường nó cũng hay đi, cảm giác như kiểu đi ỉa, nhưng thực ra bản chất của nó là nó đang thì đang bỏ bữa. và Đấy, cứ tiếp cứ theo cái hướng đấy chăm sóc tốt, mà thỉnh thoảng có gì anh em giới thiệu, anh em giao lưu. Anh nguyên tắc là anh bán cái hàng và là anh cứ hay hỏi thăm thế để cho anh em cũng thoải mái. Đấy. Có vâng anh nào em không được không đạt hay như nào thì cứ ý kiến thẳng thắn với anh. vâng em có theo dõi cái kênh về hay của anh mà Đăng đăng ký không? Có đăng ký không? đăng ký lâu rồi em xem theo đăng ký lâu rồi Thôi được, Vĩnh Phúc với Ba Vì nó cũng gần mà. Có gì thỉnh thoảng giới thiệu bạn bè, hoặc là có lâu lâu có nhu cầu gì cứ alo thẳng cho anh nhé. À, bởi vì hôm em đi sang đấy thì sang nhà anh ăn chơi ngay Ba Vì sang chơi tao lại đang bận bận việc đi đâu nên là bảo tôi bác bảo em gửi Đến lúc anh để cho em là anh cứ nói nó không không được khéo, anh cứ nói phăng phăng thế, nhưng mà anh tưởng em không lấy con đó thì anh cũng có người khác chốt, nhưng mà xong cuối cùng thì anh cứ nghĩ là em không lấy đâu, xong cái lúc cuối tự nhiên nào em lại bảo là em lấy thì anh bảo lại 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 ấy ưu tiên em thôi, chứ còn thực ra con chim nó đạt như thế anh bán cái giá thế thì chả có gì mà phải khó gì dễ gì cả. Nó mình làm cái kênh này mục đích là cũng là vừa là đam mê vừa là muốn kết nối nhiều người thôi, chứ tất nhiên buôn bán thì vâng ai có nhu cầu kiếm tiền vươn lên cuộc sống như nó cũng ở mức độ thôi. vâng cái Đấy, anh bác em nuôi nhiều đúng không anh nuôi nhiều lắm, anh không không chia sẻ hết đâu, tại vì anh còn phải thuê người nuôi chim thì em phải biết. vâng em thấy bác đăng lên thấy nuôi chim mẹ đạt nhiều Nhiều lắm, một năm anh cung cấp ra hàng vạn con, bác còn cung cấp nhiều vậy con anh cung cấp gần như toàn quốc luôn, nhiều lắm, ngày nào anh bán chẳng ngày nào không, ngày nào nhiều 10 15 20 con, ngày nào ít cũng phải 4 5 con. và cái bán cây của bác nhiều cái sống đó mà bán nhiều Anh ấy bán cả đà điểu cả chuột lang các thứ mỗi tí, chúng mình đang nhặt chặt bị em ạ. Thời và buổi bởi vì giờ là nó khó khăn làm. hôm qua giờ nó chỉ ở phần rác quanh mà vừa trắng vừa xanh nữa thì là em mới nhét được bên phút rồi sáng đến giờ em thấy ở lại phần cứng rồi Thế mới đúng vào mới là không? Có đúng là anh hướng dẫn em là làm như thế không? và em nhét được bên thuốc thì sáng em nhét được còn vừa nó em nhét được bên thuốc cho nó Thực khỏe ra nó thuốc là mình tốt thôi, chứ còn nó chỉ mất một cùng lắm là 2 ngày sau 3 ngày sau là nó trở lại bình thường ngay. bố em không không cho ăn gì bố em vì sáng ngày em nhất có gì thì đèo này lúc trước em xem thấy phần nó cứ cứng nó không nhá thì trước thì ở toàn nước rồi thì em Ok. tối vâng em vừa nhất viên nữa cho đảm bảo mai nếu mà nó cứng rồi thôi Thôi được rồi, cứ thế thôi, nó đã hồi lại rồi, không 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 nên lạm dụng thuốc quá, nói chung là nó bình thường rồi thì cứ thế mà nuôi thôi nhá.
chim thuần đúng phải không, chim chim thuần đúng không? Thuần mà anh có phải ấy không, anh nó phải cho cái men sợ nó mình quanh thuốc không không chỉ thế thôi, thôi dừng thuốc đi nhá, dừng thuốc đi, nó đến bây giờ nó đã ổn định rồi, nó không bị lạ nước lạ khí hậu nữa hiểu vào. Bởi vì em không? nghĩ là chắc là nó đi chạy trên xe ô tô có điều hòa lạnh. Thôi cái kiểu Vâng. gì chim nó chuyển từ người nọ người kia bao giờ nó mất 1-2 ngày là nó sẽ như thế thôi, không không vấn đề cả. Và mình đeo lúc tối em thấy nó gù gáy lại rồi, thấy mấy mấy tiếng. Con Vâng này vâng hay mà, vâng. còi kiếc hay, anh thấy tiếc tiếc nhưng mà thôi kệ, mình bán chim nó phải tiếc tiếc thì người ta mới thích, người ta mới nhớ đi, còn con nào cũng bán là người kiểu bán xong thấy nhẹ nhẹ hết cả người thì làm sao bán được. Và tiếp theo bác nhá. Rồi rồi anh hỏi thăm thế thôi nhá. Và anh đây. Quay video.
này thì Thao xin cô gái hay review cho bạn một đôi nhá. Đôi này nó là dạng họ nhóm Viên Hương nhưng mà nó màu đen. Đấy, màu màu vàng. Ừ. Ít màu đỏ. Chia sẻ cho các bạn một đôi chuẩn chỉ luôn. Đấy, ăn hoa quả, ăn cám. Rất đẹp luôn, bạn nào kết đôi này mình để cho cả đôi luôn, tầm bẫy cả.